đó thấy không, lên tước nè, nó bó hoa rồi nó đẹp, nó dễ thương kìa. Cảm ơn rất nhiều, dễ thương quá. Ghét quá, biết bao nhiêu cái tặng chưa đến ai là chúng tôi làm gì cũng nghe gặp trai làm gì cũng nghe. Sao bữa nay qua đây sao thấy mấy em mà mấy em của tôi dễ thương mà mấy em sao giờ ngồi chậm hộp. Không phải sao không có chỗ ngồi hả, không đi được hả, trời ơi trời, nó đừng vỡ trận luôn rồi. Rồi tặng xong rồi đứng đây làm gì nữa nhắm cán cái. Trời ơi, sao mày lớn mình ngu dữ vậy trời. Trời ơi, mình tưởng là mình tặng lấy mấy món quà thôi, tưởng giờ đổ này thanh sát rồi hung được rồi, cắn nữa. Cắn cái gì nè, hung cái gì nè. Ok, muốn hung đúng không? Hung anh dễ lắm, không có gì khó. Thứ nhất nè, không được đụng vô người anh Giang nha. Không được đụng, anh Giang sợ lắm. Không được đụng vô người anh Giang. Thứ hai, không được dựa trái cây vào người anh Giang. Đã biết trái cây nằm đâu. Nói cái bóp liền à. Bạn nhạy cảm chứ trời. Rồi, một cái ba không được dựa trái cây vào nha. Hút đi, ủng quên đi, ủng, chơi, chơi, một. Thấy mà tôi đi có nắp gì vậy? Dạ, đợi dạ mấy. Cảm thơm lắm hả? Thì nó sợ chân nha. Ủa, tôi nắp nha, không được tôi nắp nha. Dạ, cứ không môi hả? Không được, không được. Mấy bé này kỳ quá. Đã không, đã không, đã không, cái kia đi, tự nhiên đi không môi à. Mấy đứa đã không? Cái gì vậy? Nói gì đâu mà nói vậy đâu? Nói gì đâu? Nói gì đâu? Tại sao không nói vậy đâu? Không giờ thì không. Thôi gì? Sao? Tụi em là fan, tụi em bo bánh đóng đường hả? Ông thôi chứ làm gì thì sẽ đi. Cái bà đó bánh nhẹ nhẹ lú luôn cái quần luôn. Hả? Nhưng mà tìm chiếc hàng tụi em chưa có được không á. Anh cũng được không hết nhưng cái bà sợ. Cái bà sợ thấu máu dặn không cho thấu.